Bảo Tín Minh Châu tổ chức lễ ra mắt và họp báo về nhãn hàng mới, sản phẩm mới. Ngày 17 tháng 4, tại khách sạn Nikko 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đã tổ chức lễ ra mắt và họp báo về nhãn hàng kim cương thiên nhiên Bảo Tín Minh Châu Forever One. Lễ cấp quyền kinh doanh sản phẩm Dancing Diamond độc quyền Cross for Japan cho Bảo Tín Minh Châu Forever One tại Việt Nam. Buổi lễ có sự tham gia của doanh nhân văn hóa Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu, Phó Tổng Giám đốc Vũ Phương Nam, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Phan Trường Thị, Viện trưởng Viện Đá quý vàng và trang sức Việt Nam, Mr. Yohei Dobashi và Mr. Paul Tsui, đại diện công ty Crossfor Nhật Bản. Bà Trương Thị Hạnh, đại diện công ty Crossfor tại Việt Nam cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên truyền hình, báo chí tham dự. Với mong muốn thỏa mãn khát khao sở hữu kim cương của mọi người, không chỉ những người có điều kiện, Bảo Tín Minh Châu đã cho ra đời nhãn hàng kim cương thiên nhiên Bảo Tín Minh Châu Forever One. Đây là nhãn hàng chuyên về kim cương tự nhiên, kim cương phong cách của công ty với mẫu mã tinh xảo, đa dạng chất lượng, phong phú màu sắc, giá tốt, giúp khách hàng yêu kim cương dễ dàng sở hữu. Cũng tại buổi lễ, đại diện công ty Crossfor Nhật Bản đã trao chứng nhận cho Bảo Tín Minh Châu để nhãn hàng Forever One của Bảo Tín Minh Châu là điểm kinh doanh chính thức tại Việt Nam, được kinh doanh sản phẩm Dancing Diamond độc quyền của công ty Crossfor Nhật Bản. Dancing Diamond là sản phẩm của một kỹ thuật duy nhất trên toàn cầu, phát triển độc lập bởi công ty Crossfor Nhật Bản. Kỹ thuật này được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản và Anh. Đồng thời, thiết kế của nó được cấp bằng sáng chế tại 12 quốc gia, bao gồm Mỹ và một phần của châu Âu. Với việc có thêm sản phẩm kim cương mới độc đáo, thú vị là Dancing Diamond, giúp phong phú thêm bộ sưu tập kim cương thiên nhiên Bảo Tín Minh Châu Forever One. Khách hàng yêu kim cương sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn để sở hữu những món trang sức kim cương làm đẹp cho bản thân và làm quà tặng ý nghĩa.